Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao Thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Do mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 8 tháng 6 nên đến, đến sáng ngày 9 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhiều tuyến đường đã ngập sâu, gây ách tắc cục bộ một số khu vực. Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, từ đêm ngày 8 tháng 6 đến sáng ngày 9 tháng 6, trên địa bàn đã có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, như thành phố Uông Bí, thành phố Cẩm Phả, thành phố Hà Long, thị xã Đông Triều, huyện Đầm Hà, huyện Hải Hà, tiềm bật nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún, ngập lún cục bộ. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Giao Thông, sáng ngày 8 tháng 6 tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhiều điểm ngập lụt đã khiến giao thông bị ách tắc cục bộ. Tại thành phố Uông Bí, mưa lớn kéo dài từ đêm qua đã khiến tuyến đường nội quốc lộ 18 bị dâng cao, khiến cho nhiều phương tiện tham gia giao thông bị chết máy. Tại thành phố Hà Long nhiều tuyến đường cũng bị ngập sâu nhất là tại các xã miền núi ngầm tràn dâng cao nên phương tiện giao thông không thể di chuyển được ở khu vực miền đông của tỉnh Quảng Ninh huyện Đầm Hà Hải Hà cũng có một số tuyến đường bị ngập khiến cho nhiều ô tô xe máy bị ngập nước theo đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh qua theo dõi ảnh radar thời tiết toàn tỉnh vẫn đang tồn tại mây đối lưu phát triển gây mưa mưa rào và rông giải rác có mưa vừa đến mưa to rông trong những giờ tới vùng mây đối lưu phát triển tiếp tục gây mưa mưa vừa đến mưa to và rông cho toàn tỉnh. Trong mưa rông cần đề phòng có lốc, xét, gió giật mạnh. Mưa lớn thời gian ngắn, các địa phương cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở những nơi có nguy cơ cao. Mặc dù ghi nhận mưa lũ gây ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực, gây ảnh hưởng giao thông, nhưng theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm gần trưa ngày 9 tháng 6 chưa ghi nhận thiệt hại về người. Hiện các lực lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã và đang duy trì trực ban 24 trên 24 giờ, chủ động báo cáo, sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Miền Bắc đang hứng đợt mưa lớn diện rộng, trong đó thời gian mưa vừa mưa to, tập trung chủ yếu vào đêm và sáng, dự báo mưa lớn ở khu vực này sắp giảm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm ngày 8 tháng 6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nam Bộ mưa rào và rông, cục bộ mưa to. Trong đó, Đông Bắc Bộ mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 8 tháng 6 đến 3 giờ ngày 9 tháng 6, có nơi trên 80mm, như Y Can, Yên Bái 139,6mm, Đồng Tâm, Hòa Bình 125,4mm, Vinh Hồ, Quảng Ninh 203,4mm, Mai Đình, Bắc Giang 116,4mm, Đại Phúc, Bắc Ninh 109,6mm, Châu Quỳ, Hà Nội 91,6mm, Cẩm Liên, Thanh Hóa 105,6mm. Từ sáng sớm ngày 9 tháng 6 đến sáng sớm ngày 10 tháng 6, Bắc Bộ mưa vừa mưa to và rồng cục bộ mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80 mm, có nơi trên 150 mm. Thời gian mưa vừa mưa to tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Ngoài ra ngày và đêm ngày 9 tháng 6, Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rồng, cục bộ mưa to, lượng mưa phổ biến 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rông, cục bộ mưa to, lượng mưa 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Giang, đặc biệt tại các huyện: Hà Giang, Bắc Mê, Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Hoàng Su Xu Phì, Xín Mần, Cao Bằng, Bảo Lâm, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, Bắc Giang, thành phố Bắc Giang, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Việt Yên, Yên Dũng, Yên Thế. Từ ngày 10 tháng 6, mưa lớn ở bắc bộ khả năng giảm dần. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm ngày 9 tháng 6. Hà Nội mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, mưa rải rác rông. Thời gian mưa vừa, mưa to tập trung vào sáng và đêm. Gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có thể xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ C. Phía tây bắc bộ ngày có mưa, mưa vừa và rải rác rông, cục bộ mưa to chiều tối và đêm mưa vừa mưa to, cục bộ mưa to đến rất to và giải rác rông, gió nhẹ, trong mưa rông đề phòng lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ mưa vừa mưa to, cục bộ mưa rất to và giải rác có rông. Thời gian mưa vừa mưa to tập trung vào sáng và đêm. Gió nhẹ, đồng bằng và ven biển gió Đông Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và rông rải rác. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Nam đến Đông Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa rông nguy cơ xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31 đến 33 độ C, phía Nam 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa rông dự báo xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C phía Bắc có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên mưa rào và rông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa rông cảnh báo lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ mưa rào và rông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa rông có thể xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C. Trước thông tin mạng xã hội cho rằng đề thi ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội bị lộ, ông Trần Thế Cương, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thi tuyển sinh năm học 2024-2025 thành phố Hà Nội khẳng định thông tin này không chính xác, không có việc lộ đề ngữ văn tại Hà Nội. Trước đó, theo một tài khoản đăng tải trên nhóm Zalo, đề thi ngữ văn ban đầu dự kiến nằm trong tác phẩm Bếp lửa của bằng Việt Đề thi nghị luận bàn về lòng dũng cảm, tài khoản này viết, do lộ đề nên 5 giờ ngày 8 tháng 6, trước khi thi môn Ngữ văn, toàn bộ đề thi đã được thay mới, kể cả đề toán và tiếng Anh. Theo đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc xây dựng, in sao và vận chuyển đề thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại Hà Nội được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, đúng quy chế thi và bảo đảm bảo mật tuyệt đối. Toàn bộ quy trình này có sự tham gia giám sát của lực lượng an ninh Đề thi được bàn giao tới các điểm thi vào ngày 7 tháng 6, trước ngày thi chính thức một ngày. Phòng bảo quản đề thi tại 201 điểm thi trên địa bàn thành phố đều có lực lượng công an và hệ thống camera an ninh giám sát 24 trên 24 giờ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đề nghị cơ quan công an điều tra xác minh việc thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Chiều ngày 7 tháng 6, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án nổ súng vào tiệc sinh nhật trên địa bàn xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, khiến một người không qua khỏi, hai nạn nhân bị thương. Hội đồng xét xử đã tuyên án tù trung thân đối với bốn bị cáo: Nguyễn Hồng Anh, 31 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ; Hà Hữu Vũ Minh Luân, 37 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa; Phạm Văn Nhân, 24 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Hưng và Nguyễn Kỳ Vĩ, 29 tuổi, quê Tiền Giang, về tội giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng cùng tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hội đồng xét xử tuyên án 18 năm tù đối với Võ Thành Hưng, 25 tuổi, ngụ thành phố Tân An, 17 năm tù đối với Trần Võ Khánh Duy, 23 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Hưng, 14 năm tù đối với Nguyễn Sĩ Nghiêm, 24 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, 14 năm tù đối với Phan Thành Nhàn, 28 tuổi, ngụ thành phố Tân An và 4 năm tù đối với Huỳnh Minh, 25 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ. Bên cạnh đó, Hồ Đăng Quang, 24 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Hưng, bị tòa tuyên án 15 năm tù về tội giết người. Thạch Thay, 21 tuổi, quê Trà Vinh, lĩnh 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Nguyễn Tiến Thành, 33 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, chịu mức án 18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt Trần Thanh Hiếu 26 tuổi, ngụ xã Long Trì, Châu Thành, Long An, 1 năm tù cho hưởng án treo và Nguyễn Hoàng Huy 29 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm. Theo cơ quan điều tra, tối ngày 14 tháng 8 năm 2022, giữa nhóm của Hà Hữu Vũ Minh Luân, Nguyễn Hồng Anh với nhóm của Lê Quang Trong, Nguyễn Văn Nhẫn có xảy ra mâu thuẫn, sau đó nhóm của Minh Luân Hồng Anh thống nhất dùng vũ khí đi tìm nhóm của Trong, Nhẫn để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, trên đường đi, một số thành viên trong nhóm của Minh Luân gặp công an đi tuần nên không thể thực hiện, đành quay trở về. Ngày hôm sau, Luân và Hồng Anh cùng Nghiêm, Nhàn, Vị, Duy, Nhân, Quang cùng ban bạc dùng vũ khí tự chế. Phần công từng người đến tiệc sinh nhật của Nhẫn ở ấp 3 xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa để bắn nhóm của Trong và Nhân. Trong đó, nhóm phân công Quang Triều Vi, Duy Triều Nhân chạy đến nhà nhẫn. Lúc này tại nhà nhẫn đang tổ chức ba bàn tiệc với khoảng 25 đến 30 người ăn nhậu. Khi tới phía trước nhà nhẫn, Quang và Duy cho xe giảm tốc độ để vì và nhân ngồi sau nổi súng vào phía bàn tiệc trước khi tăng ga chạy về hướng huyện Thạch Hóa. Vụ việc khiến cho anh Nguyễn Phương Suy không qua khỏi, anh Nguyễn Minh Trường bị thương tích 50% và Huỳnh Long Hội bị thương tích 6%. Cơ quan điều tra nhận định trong vụ án này, Nguyễn Hồng Anh và Hà Hữu Vũ bình luận phạm tội với vai trò là người chủ mưu, đồng thời là người giúp sức tích cực cho đồng bọn.